Lạnh quá. Làm gì vậy? Bọc cái mì hả? À, đã thiệt. Này cơ, này đâu có phải thấy thấy vậy chứ. Chỗ về chỗ không? Con đi trước. Cà phê nóng nè. Con miếng đi. Đó, vô lắm liền. Đã quá. Cái bụng rồi, con hấn ri quá. Thận nằm lăn 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 xuống tiếp kia xuống núi Thận. Ừ, má hai đây lăn lăn thì ghê. Nè, lăn ghê. Nè, nhìn xuống lăn. Ba ba người chụm ba đầu lại thôi, khoan. Khoan hay lăn. Không cảm, cái nhà này lần đầu tiên thấy tiếc. Mày mập quá lăn gì nổi. Đẩy con. Đẩy con. Lăn đi không được. Mày mập quá đâu có lăn nổi. Trời ơi. Bây giờ đâu bù tóc đâu có hai mình đâu có rồi. Trời ơi trời trời. Mày dân cơ. Tôi có hai mày lộn. Tôi có một cái đội mà. Mẹ ở đây nè con quăng cái tay rồi. Trời mẹ. Trên hết ba đi thôi. Mẹ ơi bây giờ muốn quay hả? Có quay thôi. Trời ơi. Một người đây. Ê tôi tôi tả chứ mà đi. Trời ơi chị ơi. Gì nữa rồi hả? Chạy đi. Đừng mình gọt ra. Tao không có sức bường chứ bường. Rồi cho hai người nè. Thôi. Vô đây lạnh muốn chết nè. Sao nó sâu quá đi. Sống trong nước đá quá. Ra không đi học lần lần. Thấy với bằng tiếng. Bấm lần nè. Mặt bỏ lồn hết trơn. Thằng nào cái mặt bỏ lồn hết trơn. Gái xíu lại mặt đẹp không? Mẹ là mẹ là cái gì mà từ gì ta? Đi chơi tao kêu bạn gì lầy nhá. Chơi quá lầy luôn, lăn cù mèo. Chơi phải chơi cho tắm gì nhá. Chơi con hôm xúc tiết nè. Đi hổ quà Giáng sinh.